em có rồi. Có gì? Em có con rồi. Cái gì? Em có con rồi á? Em nói thật à? Thật. Thật. Ơi ơi. Anh nói nhỏ ơi, thỏ nó mà nghe thấy lại dỗi bây giờ đấy. Con nó còn nhỏ, biết gì mà nghĩ hả? Anh chả biết gì cả. Bọn trẻ bây giờ mà biết mình có em là sợ mình ra gì rồi đấy. Cho nên là anh phải nói tốt với thỏ hơn nữa, biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Giờ em có em bé rồi ý. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe vào, nghe chưa? Không được làm việc nặng nhọc nữa đâu đấy, nhá. Biết rồi. Nào, để bố nghe xem con bố nói gì. Anh cứ linh tinh. Con bây giờ bằng cái hạt đậu rồi. Nghe cái gì mà nghe. Sao ấy không nghe đấy. Thần giao cách cảm đấy, nghe chưa? Thôi, để anh đi pha cho em cốc nước cam nhá. Bố ơi, bố đặt chân cho con đi. Nào, thỏ mà. Giờ con phải tự ngủ rồi. Bố không đọc chuyện cho con được nữa rồi. Thôi à? Thông báo cho con một tin vui nhá. Mẹ Hương có em bé rồi. Thế nào? Không chịu đâu. Sao lại không chịu? Phải vui chứ. Bây giờ ấy, bố con mình phải cùng nhau chăm sóc mẹ Hương, nghe chưa? Phải ngoan vào nhá. Hay là anh vào đọc chuyện cho con đi. Thôi, để anh pha cho em cốc nước cam. Chuyện cái gì nữa? Con ghét cô. Ok con, hay là để mẹ vào đọc chuyện cho con nhá. Con không thèm. Con. Con về rồi đấy à? Hôm nay ở lớp có gì vui không? Mẹ làm món trứng con thích đấy. Con vào đi tắm đi, sau đó ra ăn cơm nhá. Con không thích ăn trứng đâu, ăn cá rán cơ. Trong bữa cơm hôm qua con nói con thích ăn trứng mà. Bố cũng nghe thấy đấy. Gà rán, gà rán cơ. Thôi được rồi, con ở đây. Mẹ vào làm gà rán nhá. Kìa thỏ, đến giờ ăn cơm rồi, con còn ăn xúc xích nữa. Cháu thích thịt cơ, cháu. Cô dành ra cho cháu xem tivi. Thôi con đưa cho mẹ đi. Mẹ vừa làm gà rán rồi, ngon lắm. Gà rán cháu mèo, con thích ăn tôm cơ. Thỏ, con thôi ngay kiểu đấy đi. Con thích gì mẹ cũng chiều, mà hết lần này đến lần khác. Cứ mẹ làm xong là con không ăn nữa. Không có tôm, con không ăn cơm. Ăn xúc xích ngon hơn. Con không ăn thì nhịn đi. Lần này mày không chiều được nữa đâu. Cháu mách bố là cô không cho cháu ăn. Kìa. Sao? Sao mà nhà cửa mỹ thế? Hả? Anh về rồi đấy ạ. Bố ơi, cô bắt con nhịn đói. Anh xem, đến giờ ăn cơm rồi, con còn mang xúc xích ra ăn nữa. Em nhóc thì không nghe, bây giờ có ăn vạ đây này. Thôi, con nó còn bé mà. Mà em cũng được khắt khe với con quá. Nó còn bé như thế, em bắt nó nhịn ăn cơm làm sao mà được hả? Nhưng vấn đề ở đây là em có bắt con nhịn ăn đâu, anh hiểu không? Thôi, được rồi. Bây giờ cả nhà ra ăn cơm đi, anh đói lắm rồi đấy. Ra ăn cơm đi. Alo mẹ à, bây giờ con phải làm gì nữa? Vâng ạ. Con chào mẹ.
Lần sau con chơi cái gì thì để gọn gàng vào. Với cả con đừng ném mấy thứ này xuống đất nữa. Bây giờ mẹ dẫm vào ngã thì làm sao? Cô không phải là mẹ của cháu. Với cả cô không có quyền dạy cháu. Cô chỉ là người ở trong cái căn nhà này thôi. À thì con nói những câu như thế hả? Hư quá đi mất. Vì cô và em bé nên bố cháu không thương cháu nữa. Mẹ nói cô đi, cô vào trong cái căn nhà này chỉ muốn cướp tiền của bố cháu thôi. Cô đi ra khỏi nhà đi. Sao con làm như thế hả? Con đừng có hỗn. À, con thật là... Có chuyện gì thế? Hả? Có chuyện gì vậy con? Bố ơi, cô ấy đánh con. Cô! Anh! Tại sao cô lại đánh con? Hả? Tại sao cô lại đánh con? Đúng là người lời nói chẳng sai mà. Làm gì có mẹ kế nào mà yêu con chồng? Anh nghĩ em là người như vậy. Anh thật là vô lý. Anh chưa nghe em giải thích và đã kết luận như vậy rồi. Tôi chẳng cần phải nghe cô giải thích làm gì. Chính mắt tôi đã nhìn thấy rồi. Lần trước thì cô không cho con tôi ăn. Đến lần này thì cô đánh con tôi. Anh nghĩ tôi là người như vậy. Tôi chưa từng nghĩ cô là người như thế. Cho đến khi chính mắt tôi nhìn thấy. Trước đến giờ tôi luôn tin tưởng cô. Ly hôn đi. Anh là đồ hèn. Đúng, tôi là đồ hèn. Tôi là đồ hèn đấy. Tôi là đồ hèn. Nhưng mà tôi cũng không có người vợ như cô. Được, ly hôn đi. Vậy thì hai người bỏ dọn ra khỏi nhà tôi đi. Còn nữa, từ mai không cần đến công ty làm nữa. Chả việc gì mà tôi phải nghe lời cô. Bởi vì căn nhà này đứng tên tôi. Và công ty anh đang làm là của bố tôi. Sau khi tôi sinh xong, tôi là chủ tịch của công ty đó. Cô nói dối, tôi chẳng tin. Tại sao bố cô là chủ tịch mà tôi lại không hề hay biết? Hả? Bố tôi là cổ đông lớn nhất của công ty. Nhưng ông ấy rất giản dị, không thích khoa trương. Đơn giản vậy thôi. Chuyện là thật. Bố tôi đưa anh lên làm giám đốc. Không anh nghĩ sao? Trong hàng nghìn nhân tài như vậy lại là anh. Thế thì tại sao em lại đánh con? Bởi vì con gái của anh nói tôi là người ở. Và tôi đến đây chỉ là cướp tiền của anh thôi. Nhưng mà nó là trẻ con, làm sao nó mà nghĩ được rằng những cái chuyện như thế để mà nó nói hả? Vậy anh đang nghi ngờ tôi á? Thỏ, ai dạy con những điều như thế hả? Alo, cô là đồ khốn nạn. Hóa ra mọi chuyện đều là do cô. Tại sao cô lại dạy con những điều như thế hả? Tại sao cô lại dạy con những điều ác độc như thế hả? Alo, hai người ở đây cãi cọ nhau đi. Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây. Đơn ly hôn tôi sẽ viết rồi gửi anh sau. Từ từ, khoan đã. Anh xin lỗi. Em thấy đấy, Mọi chuyện đâu phải là do bố con anh. Là do vợ cũ của anh. Em cũng biết rồi đấy. Tôi tưởng anh yêu thương tôi như thế nào. Nhưng tôi đã lầm. Đến khi có chuyện, anh sẽ đánh tôi ngay được. Anh xin lỗi. Do lúc đấy anh nóng quá cho nên. Người đàn ông không có bản lĩnh như anh không xứng đáng làm chồng của tôi. Bây giờ mời hai người ra khỏi nhà tôi ngay đi.
kìa. Em. Úi dồi ôi, mắt mày mù à, hả? Con xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì? Bẩn hết đồ hiệu của tao rồi đây này. Mày. Tại vì chú đi chú nhìn điện thoại chú đang mở con trước chứ. À, giờ còn cãi kìa, hả? Hừ quá. Mẹ mày đâu, gọi ra đây. Hỏng hết cả chuyện của tao rồi. À. Anh làm gì con gái tôi như này? Làm gì á hả? Con gái cô làm đổ nước ướt hết cả áo tôi dưới đây này. Con gái gì á mà nghịch như quỷ. Có đúng như lời chú ấy nói không con? Không phải ạ. Không phải tại con. Tại chú ấy vừa đi vừa xem điện thoại. Chú ấy đâm vào con chứ ạ. Ai bảo mày hả? Thế tại sao con lại cầm cốc nước đi linh tinh như này? Con đi xin thêm nước ạ. Mẹ đã dặn con rồi là ngồi yên để mẹ đi vệ sinh xong sẽ ra lấy cho con cơ mà. Tích lanh chanh cơm. Thế tóm lại bây giờ ấy là có đền tiền hay không? Tiền gì? Có tiền gì nữa? Tiền đền bù thiệt hại cái áo hàng hiệu đấy chứ sao? Tính nhẹ thôi. 20 củ. Cái gì? 20 triệu á? Ờ. Áo anh rát vàng mà 20 triệu. Với cả có phải lỗi của con gái tôi đâu. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Không rát vàng thì cũng rát bạc, nghe chưa? Áo hàng hiệu cả đấy. Thế bây giờ là có đền hay không? Thì tôi còn đi còn làm việc khác. Hả? À. À, hay là hai mẹ con cô nghèo quá không có tiền đền chứ gì. Sao nào, nếu mà không có tiền đền ấy, hai mẹ con cô quỳ xuống lau giày cho tôi còn tha nhá. Anh quá quắt nó vừa thôi, nhìn mặt anh tử tế đấy nhưng cách trả ra gì đến đứa con nít thôi cũng không tha. Thế bây giờ là có đền hay không? Đứng yên đấy. Alo, vâng con đây. Dạ, vâng, con hẹn 9 giờ rồi mà. Đây, sắp đến giờ rồi đấy. Vâng, mẹ nhá. Này, may cho hai người ấy, là tôi có việc bận đấy. Lần sau ấy, đừng để tôi nhìn thấy nữa. Con có sao không con? Con sợ ạ. Thôi không sao đâu, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con nhé. Alo, Tương à? Ừ, anh là Lâm đây. Anh là chàng trai được giới thiệu để đến gặp mặt em đây. Sao em đến chưa? Anh đợi 30 phút rồi đấy. Có phải anh là người mặc đang mặc áo bạc và ngồi cạnh cửa sổ đúng không? Ừ, đúng rồi. Này, em theo dõi anh đó. Theo dõi anh làm gì? Ra đây đi. Xin chào, tôi là Hương đây. Xin chào. Cái gì? Lại là hai mẹ con các người à? Các người không khỏi ám tôi được à? Hả? Hương nào? Ai là Hương? Cái Hương của tôi biết ấy là nữ chủ tịch xinh đẹp cơ, chứ không phải là mẹ Hương xấu xề gì đâu.
rời tin chưa? Sao lại có chuyện này được? Thế này là sao? Tại sao lại không thể chứ? Này, cái Hương mà tôi biết ấy là nữ chủ tịch xinh đẹp, giàu có. Và cái quan trọng nhất ấy là cô ấy còn độc thân cơ mà. Hóa ra các người lừa đảo. Nói, cô lừa của mẹ tôi bao nhiêu tiền? Có lại nghèo hèn như cô ấy và có con riêng như cô ấy, đừng có hòng mà vớ được thằng trai tân này. Ok, tôi nói cho cô biết, tôi là giám đốc của công ty Vietsat và sắp tới tôi lên làm chủ tịch. Loại như cô không có cửa đâu. Côn hồ thì biến đi. Anh im đi. Tôi thật không ngờ anh là hạng người như vậy đấy. Nếu không có cuộc đụng độ lúc nãy, có lẽ là mãi mãi tôi không thể nào biết được anh là hạng người như thế nào đấy. Mặt người dạ thú, anh Lâm ạ. Cô! Cái con này nữa. Từ sáng giờ mày hành tao chưa đủ à? Hả? Chú là người xấu, chú không được đánh mẹ cháu. Tao là người xấu á? Tao là người xấu thế mẹ mày là người gì? Mẹ mày là người tốt à? Hả? Thế mày hỏi mẹ mày xem, bố mày là ai? Bố mày là ai? Đang phải đợi ấy. Hai mẹ con mày đợi ấy. Tao là bố mày để nuôi hai mẹ con của mày đấy. Nhá. Chú lời rồi, mẹ cháu là người tốt, chú là người xấu. Thế á? Thế bố mày đâu? Hỏi mẹ mày xem bố mày đâu? Hả? Cháu có bố. Mày có bố? Mày có bố hay là mày đang đợi mẹ mày định cua tao để tao nuôi hai mẹ con của mày? Hả? Hả? Tao cứ nói thì sao nào? Anh là đồ vốn á, đồ vốn lúc tâm. Anh động với tôi thì được, đừng có động với con gái tôi. Cô dám đánh tôi gì? Cô dám đánh tôi gì? Được, cô cứ chờ đấy. Anh Lâm ạ, tôi nói cho anh biết, hạng người như anh, nếu nó khinh thường mẹ con tôi như vậy thì cả đời này đừng có mong bước chân vào nhà tôi. Còn nữa, câu cứ đợi đấy tôi xin nhường lại cho anh đấy. Đi con. Chào em. Chào anh ạ. Anh là Lâm, giám đốc của công ty Vietsat. Hôm nay anh có hẹn với chủ tịch ở đây. Em check lịch cho anh đi. À, vâng, anh đợi em một lát nhé. Ừ. Lần này mà không xin được đầu tư thì công ty chỉ có phá sản thôi. À, anh Lâm ạ. Mời anh theo em nhé. Ok. Con lại nghịch rồi. Nào nào, đưa ra đây. Để mẹ lau đã. Ướt hết bây giờ. Gặp lại người quen cũ ở đây à? Tao này, không lừa được thằng nào, giờ còn dẫn cả con vào đây đi làm lao công à? À? Này, mày lao công kiểu gì mà ăn mặc như thế này? Thế bảo vệ em cho vào à? Làm lao công ở cái tập đoàn lớn như thế này còn hơn là làm giám đốc ở cái công ty phế của anh đấy anh ạ. Này, này, cẩn thận cái mồm. Cô ấy không có đủ tư cách để nói chuyện với thằng này đâu. Nhá. Lượn ngay khỏi đây trước khi chủ tịch vào, thấy chưa? Người phải ra khỏi đây là anh đó. Tôi chính là chủ tịch của chuỗi tập đoàn HAI này. Cái gì? Cô là chủ tịch á? Nhìn, cô là chủ tịch ấy, tôi còn cô.
vậy thì mời anh xem. Nhưng mà tôi không cần người con như anh đâu. Em cho anh xin lỗi nhá. Đúng là anh có mắt như mù, lại không biết em là chủ tịch. Em ơi, hợp đồng này rất quan trọng. Em cho công ty anh vay vốn nhá. Em mà không cho công ty anh vay vốn ấy thì công ty anh phá sản mất nhá. Kiểu Hương, em nể tình mình. Trước đây mình có duyên gặp nhau mà nhá. Em tha lỗi cho anh. Có gì thì chúng mình làm lại từ đầu, tìm hiểu nhau lại từ đầu. Nói thật chứ em đúng là mẫu người phụ nữ mà anh cần đấy. Nói thật đấy. Anh nói mà không biết xấu hổ à? Tại sao tôi phải giúp đỡ một người đã từng khinh bỉ mình cơ chứ? Nói cho anh biết, tôi chính là người đã cắt viện trợ công ty Việt Sắc của anh đấy, để dạy cho anh một bài học. Ừ kìa em, sao em lại làm thế? Dù sao thì anh cũng xin lỗi rồi mà. Con của em ấy, anh nuôi nó cả đời cũng được nhá. Anh lật mặt nhanh quá nhở. Anh càng làm vậy tôi càng khinh bỉ anh hơn đấy. Đâu, anh thật lòng mà. Con ra ngoài để mẹ nói chuyện riêng với chú nhá. Nói cho anh biết, tôi hoàn toàn độc thân. Bé Thỏ không phải con ruột của tôi. Năm xưa khi thấy bé bị bỏ rơi ngoài đường vì quá thương cho nên tôi đã nhận nuôi bé. Ui. Anh thề là trên đời này anh chưa gặp một người phụ nữ nào lại có tấm lòng nhân hậu như em. Anh nói thật đấy. Nhân hậu hay không thì cũng muộn rồi. Hôm đi xem mắt, tôi cố tình đưa Thỏ đi theo để xem thái độ anh như thế nào. Nhưng mà thật không ngờ tôi lại nhìn thấy một màn kịch hay như vậy. Kìa em, anh xin lỗi. Em cho anh cơ hội. Người như anh không xứng đáng có được hạnh phúc đâu anh Lâm ạ. Nói cho anh biết, cái gì mua được bằng tiền thì đều rẻ. Còn bây giờ, mời anh ra khỏi tập đoàn của tôi trước khi tôi gọi bảo vệ. Kìa em, anh xin em đấy. Cút! Để mẹ gọi cậu con nhé. Alo, Lâm à? Ừ, chị với cháu cậu vừa từ sân bay về rồi. Ừ, y học bên nước ngoài tiên tiến lắm, cho nên là bệnh tim của bông cũng đỡ nhiều rồi. Thôi, có gì để tối tôi với cậu đi ăn nha. Nhớ mang cả người yêu đi đấy. Còn bây giờ để chị đưa cháu cậu về nhà đã. Ở Việt Nam tầm này nóng quá. Ừ, chào em. Mệt không con? Ơ, cướp, cướp. Thôi chết, con có sao không? Mẹ gọi xe từ nãy đến giờ đều không được. À, ở đây gần công ty này. Bây giờ mẹ đưa con qua đấy nghỉ ngơi đã nhá. Mẹ ơi, nào. Ơi. Búp bê ở con đâu? Búp bê ở con à? Mẹ để trong túi bị cướp mất rồi. Nhưng mà không sao,
mẹ sẽ bù cho con nhiều búp bê hơn nhá, con gái yêu nhá. Ừ, rồi đứng dậy nào. Con có sao không? Thôi vào đi, còn nghỉ ngơi nữa, vào phòng cậu nhá. Ôi, à, tôi xin lỗi cô. Đứng ngủ à? Cô. Đi đứng không biết nhìn đường à? Không khí ấy, bỏ đây ra. Ô kìa. Cô làm sao vậy? Con gái gì mà nói năng lỗ mãng như vậy chứ? Rõ ràng là cô đâm vào tôi cơ mà. Ô, kinh nhở. Này, cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không mà dám lớn tiếng lên mặt như thế? Này, láo nháo là tôi cho ăn cháo bây giờ đấy nhá. Cô có là ai, tôi không quan tâm đâu. Ở đây tôi là to nhất. Cả cái công ty này ý, không ai dám bật tôi đâu. Vì tôi sắp làm phu nhân của chủ tịch công ty này rồi. Tôi thật không ngờ khẩu vị của chủ tịch công ty này lại mặn như vậy đấy. Ô. Thôi rồi, tránh ra cho tôi đi. Mà này, hai người vào đây để làm cái gì đấy? Ở đây không phải chỗ để ăn xin đâu nhá. Tí tôi sẽ check lại camera. Nếu hai người định dở trò gì ấy, tôi sẽ báo công an đấy. Có ý đồ gì ấy, thì liệu mà cút sớm đi. Mẹ ơi. Ơi con. Cô này là ai đấy mẹ ơi? Cô này nói to quá, con sợ. Không sao đâu con ạ. Mẹ không biết cô ta là ai nữa. Nhưng mà con phải nhớ này, là con gái phải nói năng nhẹ nhàng, biết chưa con? Có ăn có học đàng hoàng mà. Nhớ là đừng bao giờ coi thường người khác con nhé. Vâng ạ. Ừ, thôi vào đi con. Cũng một năm rồi, cô được ngồi với mày đấy. Mẹ ơi. Ơi con. Hồi xưa mẹ ngồi đây rồi ạ? Ừ, đúng rồi con ạ. Wow, thế mẹ cũng là chủ tịch giống cậu Lâm ạ? Cái con bé này lanh chanh, thế con có biết chủ tịch là cái gì không? Ở ngoài kia con thấy một cái bảng ghi là phòng của chủ tịch đấy ạ. Thông minh quá cơ. Vậy con phải nhớ học hành giỏi giang, sau đó lớn lên làm chủ tịch giống cậu Lâm nhá. Vâng ạ. À, cô lấy dầu thuốc của con rồi đấy, để mẹ lấy thuốc cho con nhá. Chết rồi, mẹ quên mất. Bóng thuốc trợ tim của con mẹ để trong ba lô bị cướp mất rồi. Như thế này đi, bây giờ con ở đây để mẹ đi mua thuốc nhá. Mà nhớ này, đừng đi linh tinh đâu, biết chưa? Mẹ ơi. Sao con? Mẹ đi nhanh đi. Đây là phòng của cậu và của mẹ mà nhá. Con ở đây chờ mẹ nhá, đừng đi linh tinh đâu đấy. Trời ơi. Mày làm cái gì trong phòng sếp tao thế này? Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu rồi? À, thì ra là mày à? Tao biết ngay là hai mẹ con mày vào đây là có ý đồ xấu mà. Không phải đâu, không phải đâu cô. Không không cái gì? Tao bắt tận tay dây tận trán mà mày còn định chối à? Lúc nãy ở ngoài kia gặp tao, mẹ con mày còn dám sỉ nhục tao thì còn điều gì mà không dám làm nữa? Thế mẹ mày đâu rồi? Thuốc ạ. Thuốc thang gì cái giờ này? Mày có thích điên thiên không? Thế còn mày vào đây để làm gì? Mày mà không khai ra nhá, tao tống cổ mày vào công an. Đây là phòng của cậu con với lại mẹ. Mẹ bảo con ngồi đây. Cậu á? Mày có biết đây là phòng của ai không mà mày nhận vơ? Đây là phòng của chủ tịch, người to nhất cái công ty này. Mày biết chưa? Cậu của con là chủ tịch mà cô. Đâu mày có vấn đề à? Tao đã giải thích đến như thế mà mày vẫn còn nhận vơ à? Hay là ý mày, cậu mày là chủ tịch hội bang chủ cái bang à? Ăn mày thì ở ngoài đường ngoài kia chứ không phải ở cái phòng này đâu nhá. Cô nói rồi.
Tao nhìn cái mặt mày tao ngứa mắt thì không biết. Cút ra ngoài kìa. Không, mẹ con bảo con không được đi đâu, không là bị lạc. Ô, mẹ mày to quá nhở. Rốt cuộc là mày vẫn không chịu đi ra khỏi đây đúng không? Thôi được rồi, nếu mà mày muốn ở lại đây thì làm việc đi. Mẹ mày chắc cũng chỉ là con lao công mới đến đây để nhận việc thôi. Mày cũng nên học tập mẹ mày. Dọn dẹp sạch sẽ hết cái phòng này đi. Còn đứng đấy à? Ai ở đây cũng phải làm việc, không làm việc thì cút. Mày chọn đi. Này con kia, chỗ kia vẫn chưa sạch đâu. Lau cho nó tử tế vào, làm cái chả ăn. Chậm chả, chậm chả. Lau dọn cho nó sạch sẽ vào đấy. Tí về tao kiểm tra, mày mà tay máy gì ấy, mày đứng mà trách. Chưa tỉnh ngủ à? Chưa tỉnh ngủ thì ra đây đấm bóp tay chân cho tao đi cho nó tỉnh. Ơ hay con này, mày ngang hàng phải lứa với tao đấy mà mày dám ngồi đây. Xuống đất. Mày đấm bóp hay là mày đuổi muỗi đấy? Hay là lại không muốn làm? Thì để tao giao cho mày việc khác nhá. Đây, mày nhìn thấy cái thùng giấy kia chưa? Đứng lên, bê để ra ngoài kia cho tao. Nhanh lên. Gưa cả mặt. Kiếm cớ để không phải làm. Đứng lên, bê để ở ngoài kia. Mày còn định để tao dọn hộ mày chắc? Mày có nhanh cái tay lên không? Nhìn ngứa cả mắt. Tao nói thế mà mày vẫn còn lề mề à? Đây. Không nghe lời lại, không nghe lời này nhá. Tao đánh cho. Cô đang làm cái quái gì thế? À, tại sao cậu đánh trẻ con như thế này? Tại con bé nó vào đây nó định ăn trộm. Em không kiềm chế được nên em mới. Cô nói láo. Đến một đứa trẻ yếu đuối như này mà cô cũng đánh được. Cô phải con người không? Lại là cô à? Mà sao hai người lại đi với nhau? Mà trông cũng vẻ thân thiết thế. À tôi hiểu rồi. Anh bảo là anh đi gặp đối tác mà lại về sớm thế cơ à? Đối tác của anh đây à? Tôi không ngờ ấy, là đã mèo mả gà đồng với nhau mà lại còn có con riêng lớn như thế này rồi. Ghê tởm anh. Im mồm. Cô có đang biết cô nói cái gì không? Hả? Tôi không im đấy. Thì sao? Cái loại con riêng lại còn không biết điều thì bị người khác đánh là đúng rồi. Cô im ngay đi, đừng có động đến con tôi. Thời thế bây giờ đúng là loạn lạc cả rồi. Tiểu Tam còn lên mặt với chính thất cơ đấy. Hai người đã ngoại tình với nhau, mày có dám đánh tôi à? Tôi sẽ kiện. Còn anh nữa,
tôi sẽ đưa tin anh ngoại tình và có con riêng cho nhà báo để xem giới làm ăn nó sẽ biết cái bộ mặt thật của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam này là như thế nào. Tôi thì là ngu ngốc khi mới yêu anh. Cô bị điên à? Cô có bị điên không? Hả? Tôi ấy, tôi có mắt như mù khi tôi mới yêu cô. Tôi cũng không ngờ cô lại dối trá và đều cao như thế. Tôi nói cho cô biết, đây chính là... Là gì? Là ăn mày. Và chỗ của ăn mày là ở ngoài kia chứ không phải ở cái phòng này, anh hiểu chưa? Ăn mày á? Đi ra ngoài kia? Cô gái ơi, người phải ra ngoài kia là cô đấy. Cô là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi? Tôi là chủ tịch công ty này, còn đây là em trai của tôi. Cái gì? Chủ tịch á? Tôi về đây làm thư ký bao nhiêu lâu nay, người đóng dấu chủ tịch ý là anh Lâm. Con gái tôi bị bệnh tim, tôi phải đưa con bé sang nước ngoài chữa trị. Một năm nay là tôi nhờ em trai tôi trông giúp công ty này. Nhàn á, anh nói cho em biết, hôm nay anh về sớm ấy là ý định anh muốn dẫn em tối nay đi ra mắt chị gái anh. Nhưng mà không ngờ em lại là con người như thế đâu. Cũng may là chúng ta nhìn ra bộ mặt thật của cô ta. Chị, em xin lỗi, em không biết chị là chị gái của anh Lâm lại còn là chủ tịch. Con, cô xin lỗi con. Mẹ ơi. Anh, em xin lỗi. Anh có thể nể tình chúng mình bao nhiêu lâu nay mà tha thứ cho em được không? Em xin lỗi. Đến mức này anh không cứu được em nữa rồi. Sau tất cả những gì cô làm, chúng tôi không thể nào tha thứ cho cô được. Công ty của tôi cũng không thể nào chứa chấp một người như cô. Bây giờ mời cô ra khỏi công ty của tôi. Anh, em đi đi. Em đi đi. Con gái, mẹ xin lỗi con nhé. Không sao đâu mẹ. Đến mà không báo bọn con trước. Anh ơi, mẹ anh đến này. Ơ kìa, sao mẹ đến mà không gọi bọn con ra để bọn con đón? Lại còn mang nhiều đồ thế này nữa. Mẹ tự đi xe lên cũng được. Mà đây là một ít rau củ quả mẹ trồng ở quê, rau sạch đấy. Mẹ mang đi cho các con. Hà Nội thiếu gì mấy cái này đâu, mẹ mang lên làm gì lỉnh kỉnh ra. Kìa em. Thế em nói đúng mà. Vợ con lo cho mẹ nên mới nói thế thôi. Mẹ đừng để bụng nhé. Không sao đâu con. Thế công việc của các con dạo này thế nào rồi? Vẫn tốt mẹ. À đấy à, tốt quá nhỉ. Mấy cái đấy con nói mẹ cũng có hiểu đâu mà hỏi. Thế bé Diệp đâu mà từ nãy giờ mẹ không thấy? À, Diệp đang ở trong phòng nghỉ. Để con gọi cháu ra chào bà nhé. Ừ. Diệp ơi. Dạ. Bà lên chơi này con ơi. Diệp, ra đây đi bà.
Bà xem nào, ôi trời ơi, cháu lớn quá, tóc dài thế. Bà có quà cho con đấy nha. Đây này, bà ở nhà, bà khâu cho con cái áo rất đẹp thế này, rất là vừa người đấy. Con xem con có thích không? Con cầm đấy. Kìa, cho con nhá. Cảm ơn bà đi con. Con cảm ơn bà. Áo đẹp nhỉ? Thôi, cũng muộn rồi, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi nhá. Bà vào kia nhá. Mẹ ơi mẹ, mẹ nhìn thấy cái áo nó có đẹp không nhỉ? Thế này mà cũng nên tặng con được mẹ nhỉ? Thôi bỏ qua đi con, chả hiểu cái gu thẩm mỹ kiểu gì, đúng là nhà quê mà. Em ơi, vào tìm giúp anh cái chăn với. Vâng ạ. Con, ném cái áo vào góc đi, bố với bà nhìn thấy chết cả hai mẹ con mình đấy. Vâng ạ. Ngồi xem tivi mẹ vào đây. Mẹ dậy sớm thế ạ? Mẹ lại nhà nên mẹ cũng không ngủ được. Ăn đi con. À thôi chết, con cứ ăn đi. Mẹ ăn cái gì chưa ạ? Nhưng mà nhà con thì còn có hai cái bánh này thôi. Hay là mẹ ăn tạm bữa cơm nguội tối qua nhá. Mẹ cũng không đói con ạ. À vậy ạ. Thế thì mẹ xem dưới nhà có cái gì làm không ạ? Chứ mẹ ngồi đây hai mẹ con ăn mất tự nhiên. Diệp ơi, cái áo này bà cầm nhầm con ạ. Bây giờ bà già cả rồi, cho nên bà lú lẫn. Cái bộ quần áo bà may cho con ấy, bà đã để quên ở quê rồi. À, thì ra là thế. Thảo nào cái áo đúng như là quê. Tới con ăn đi con. Vâng ạ. À mà mẹ ơi, mẹ cầm giúp con cái cốc và súng rửa được không ạ? Mà mẹ nhớ là dùng nước rửa chén nhá, chứ nhà con không bẩn như dưới quê đâu ạ. Nông dân mãi là nông dân. Xong về quê mà sống đi, ở đây làm gì không biết nữa. Bà mà về quê thì tốt với mấy, đỡ phải trông chừng. Sao mẹ không ở nhà trông đi? Con bé này, bố với mẹ đều đi làm, có mình con ở nhà nghỉ hè thôi, không con chồng thì ai chồng. Làm ăn phải cẩn thận vào chứ. Nhà con toàn hàng đắt thôi, mày vỡ một cái thì được, chứ vỡ cái thứ hai mày phải đền tiền đấy. Diệp ơi, ra lấy cho bà xin cái khăn giấy với. Bà bị thủy tinh nó đâm vào tay rồi. Diệp ơi, tay bà bị chảy máu rồi, lấy cho bà xin cái khăn giấy với. Bà đấy ạ. Bà xin. Sao bà làm nhầm thế nhở? Sao một tí cũng không xong.
Con đi làm đây, mẹ ở nhà đừng phá cái gì nữa nhá. Con, mẹ tự dưng mẹ mới nhớ ra ở quê mẹ còn một đàn gà đàn vịt, mẹ đang nhờ hàng xóm trông hộ. Mẹ thấy sốt ruột quá, mẹ muốn về luôn bây giờ. Tối thằng Phong nó về, con nói với nó như thế hộ mẹ nhá. Vâng ạ, mẹ cứ về quê đi nhá. Có gì để con với anh Phong về quê thăm mẹ. Chứ bây giờ con cũng bận quá, không đưa mẹ ra bến xe được. Không sao đâu con, các con cứ sống vui, sống khỏe là mẹ mừng lắm rồi. Dạ vâng, thế con đi làm đi ạ. Này, bộ xin không con, mẹ mua nhá. Vâng. Mẹ mẹ đúng không? Chào mẹ con. Anh về rồi à? Mẹ đâu rồi nhỉ? À, sáng mẹ bảo em là ở dưới quê có cái đàn gà, đàn vịt gì của mẹ ấy, cho nên là mẹ phải về quê sớm. Mẹ bảo em là tối về nói với anh như vậy. Lại nhỉ? Sao mẹ về gấp thế nhỉ? Anh đã kịp đưa mẹ đi chơi đâu. Thì mẹ em có việc của mẹ mà anh. Với cả buổi sáng em thuê taxi chở mẹ dẫn bến xe rồi, không sao đâu. Thế thôi, để hôm nào cả nhà mình về quê thăm mẹ nhỉ. Ok bố. Dạ. Bố ơi. Cái gì đây? Hai mẹ con làm gì có lỗi với bố đúng không? Sao tự nhiên lại chẳng có cái gì lại tặng quà cho bố này. Anh cứ nghĩ xấu cho mẹ con em. Sáng mẹ con em đi shopping thấy cái này đẹp, Diệp bắt em mua tặng anh đấy. Thế bố cảm ơn hai mẹ con trước nhá. Vâng ạ. Bây giờ bố vào, bố chạy vào bố tắm u một cái, xong bố ra bố thử cho nó bất ngờ nhá. Vâng ạ. Con thấy chưa, mẹ con mình mua quà là phải chuẩn như thế chứ. Chứ như cái bà già kia, con đấy là phải lau được. Anh chưa đi tắm ạ? Em mới đến nóng rồi mà. À, anh quên cái khăn tắm mà. Mới lại anh cũng hào hứng quá, anh muốn mở quà luôn. Bố mở đi bố, bố mở đi. Bố mở đây. Áo gì mà xấu này? Sao bố không biết tôn trọng người khác à? Áo mẹ con mua, sao bố quá đáng đấy? Anh làm sao vậy? Con cũng biết thế nào là tôn trọng người khác hả? Thế sao áo bà nội may cho con, con lại làm rẻ lau? Làm sao anh biết ạ? Còn cả cô nữa, cô có bố mẹ không? Cô có biết là người già nhạy cảm thế nào không à? Lại còn dung túng cho con làm cái điều như thế nữa. Cô có biết là mẹ tôi phải tiết kiệm từng đồng từng cắc một để mua tấm vải tốt nhất may áo cho cháu. Cái áo mẹ tôi may cả tháng trời, trên tay chi chít đầy vết kim đâm. Hay là không phải là mẹ cô nên cô không thèm quan tâm, không thèm thương xót luôn. Nhưng mà hàng tháng em vẫn đều đặn gửi tiền cho bà cơ mà. Bà việc gì phải khổ như thế. Mấy người già ấy là hay nghĩ kế vòi tiền con cháu lắm đấy. Bố ơi, bố đừng làm thế, con sợ lắm. Là lỗi của con sai rồi, con xin lỗi bố. Lần sau con không thấy nữa.
Đấy, con đã biết nhận lỗi rồi đấy. Còn cô thì sao? Vẫn chưa biết mình sai đâu đúng không? Bây giờ cả nhà mình về quê xin lỗi mẹ. Thấy mắt nó mờ không nhìn thấy gì. Mẹ đi khám thì thấy bác sĩ bảo mẹ bị đục thủy tinh thể, sẽ mù vĩnh viễn, cho nên mẹ mới lên thành phố để thăm các con và cháu. Mẹ đã làm phiền các con, mẹ xin lỗi. Bà đã cố khâu cho cháu bộ quần áo, chỉ sợ sau này mắt bà không sáng để mà khâu nữa. Ôi trời ơi, mắt bà phải thật sáng đi mới chơi với cháu được. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho bọn con nhé. Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ về ở với bọn con mẹ nhé. Mẹ đồng ý mẹ nhé.